ai thật lòng yêu ai đến bây giờ mình đã biết. Chuyện tình đôi ta em hãy xem là huyền thoại. Anh đừng giận em. Mai này thuyền hoa vui đón em về cùng bên ta. Đường đời đôi ta hai hướng đi buồn thật buồn. Anh hiểu dùng em nào muốn giàu sang với tình duyên trái ngang. Em vì chữ yêu nên anh cầm nín cho đẹp. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trăm đắng muôn cay, thôi vĩnh biệt thiên đường. Môi tóc là môi và thư tình, anh xin gửi lại em. Vâng, Hoàng Gia Đô xin mến chào các bác nhá. À, rất lâu rồi, hôm nay thì Hoàng Gia lại tiếp tục lại lên sóng cho các bác những cái cặp loa AR. Hôm nay thì Hoàng Gia lại lên cho các bác một cặp AR3 căng cước bánh bò trung hở các bác nhá. Đấy, và ghép với Omni Fisher 800T. Đây là những cái bộ phối ghép nó quá là đình đám rồi. À, thì những bác nào đã chơi đến loa AR và Omni Fisher thì các bác đã thừa hiểu rồi. Thì cái này Hoàng Gia cũng không cần giới thiệu thêm sâu nữa các bác nhá. Thì đây là những cái bộ phối ghép nó là ăn ý và cũng như là khai thác được hết chất âm của cặp loa AR3 căng cước bánh bò. Thì hôm nay thì rất lâu rồi thì hôm nay Hoàng Gia lại tiếp tục lên sóng loa AR và âm đi Fisher để mời các bác cùng thưởng thức chất âm. Thì đầu tiên video thì mở màn cũng như là luôn luôn nó là những cái bản nhạc Tết để mời các bác chúng ta cùng thẩm âm. Và sau đó là chi tiết cụ thể từng sản phẩm một các bác nhá. Cặp loa bánh bò, đấy, bát 30, bánh bò, trung hở, các bác nhá, trung hở, đấy, tép phíp, đấy, thùng vách là không có xì ba, nguyên mộc, các bác nhá. Đấy, còn bác nào thích nó sáng hơn tí nữa, thích nó sáng sủa hơn tí nữa ấy, thì chúng ta có thể vuốt thêm xử lý cho màu nó sáng lên nhá. Cái này thì nó là chuyên môn của những người thợ và cũng người chuyên làm những cái vỏ loa, chuyên làm xì ba, đấy, gọi là làm đẹp đấy. Còn cái này là nguyên bản mộc nhá, nguyên bản mộc, đấy. Chiết áp cũng đã vệ sinh căn chỉnh cho các bác đầy đủ hết rồi, về là chỉ sử dụng thôi. Đấy, găng gân giếc này, căng phồng đều rất là đẹp. Đấy. Bát 30, mặt cây đít cây các bác nhá. Những cái dòng loa này thì nó đã đi gắn liền với rất nhiều anh em chơi audio rồi. Bác nào mà đã chơi đến dòng này và cũng như là đã được thưởng thức chất âm của dòng AR3 thì các bác biết rồi. Đặc sản và sở trường của em nó là nhạc vàng. Đấy, nhạc vàng là cái dòng nhạc là sở trường của em này. Đấy. Và những cái dòng nhạc thì có cái sự tiết tấu chậm thì nó cũng là một cái sở trường của dòng loa AR3. Đấy. Tất cả những tép tiết là nguyên zin nguyên bản hết các bác nhá. Nguyên bản hết. Zin tuyệt đối. Đấy. Thùng rất nặng nha các bác nhá. Đấy. Thùng nó đều là nặng gỗ các bác này. Đấy, đều sử dụng nặng gỗ hết nhá. Thùng vách góc cạnh rất là đẹp luôn. Mặt cây đít cây.
Đó. Mặt cây đi cây vuông thành sắc cạnh các bác nhá. Rất là nặng nên là Hoàng Gia không một tay là để mà xoay là sở rất là khó. Đấy. Đây, chiếc thứ hai đây. Cái vân của nó rất đều và đẹp. Đó, giấy khai sinh còn đầy đủ này. Còn đầy đủ hết các bác nhá. Em này là 40845. Đó, 40845, em này em biết bao nhiêu đây. Ây da. Em này là 840846 các bác nhá. Nó liền kề luôn đấy. Cặp này cặp liền kề. À, nhìn cái màu sắc nó cũng rất là trùng khớp. Cái vân nó cũng đẹp trùng nhau và cũng như là cái vỏ mặt ngoài cũng như là cái tuyến loa nó cũng rất là đều nhau các bác nhá. Một con 45, một con 46. Đó. Thế nên bác nào mà quan tâm đến dòng này thì liên hệ với Hoàng Gia Âu Đô. Và với những cái cặp mà trung hở như thế này thì Hoàng Gia đang giao lưu với các bác là 65 triệu các bác nhá. Những cặp trung hở như này là 65 triệu. Đó, 65 triệu đồng. Bao di tuyệt đối cho các bác. Thùng này là vạch, thùng này là thùng nặng gỗ và nguyên bản mộc, không có xì ba gì cả các bác nhá. Nên là cái màu nó sẽ tối như thế này. Màu nó xuống màu giống như theo thời gian ấy, nó xuống màu như này các bác nhá. Đấy. 65 triệu cho cặp AR3 căng cước bánh bò trung hở. Đấy, mặt cây đít cây. Đấy. Tiếp theo là sang Omni Fisher 800T. Dòng này thì nó là đời, con này của em là đời một lỗ sò trừ 7, Motorola trừ 7 các bác nhá. Đó. Đời trừ 7, tất cả các chức năng là đều hoạt động hoàn hảo hết, từ FM AM là bắt rõ nét luôn. Và con này thì hình thức của nó thì về cái mặt tiền nó rất là đẹp, nó không có xước sát hay là sứt mẻ gì. Đấy. Tất cả những bộ núm nhúc này này rất là đều đẹp, không có cái nào nó cũ hay là không có này nó quá là xỉn. Nó rất là mới. Đấy, chúng ta chỉ cần mua thêm một cái, nó có một cái tiếp kem mà chuyên đánh đồ inox ấy, chúng ta đánh lên rất là sáng, bởi vì là theo thời tiết của các bác biết rồi ấy, mùa hè thì tay chân chúng ta mà có mồ hôi ấy, thì chúng ta đụng chạm lên nhiều này thì nó sẽ làm đen cái phím này đi này. Cái đồng này này, đây nó là cái đồng các bác nhá. Nó bị đen, nó oxy hóa mà. Thì chúng ta mua cái tiếp kem này chúng ta đánh thì nó lại sáng bình thường. Đấy. Thì đấy là cái cách mà Hoàng Gia thông thường về dọn cho con âm mi như thế này là phải có biết cách thì nó mới đẹp được các bác nhá. Đấy. Đấy, tất cả những cái chức năng đều là hoạt động chữ nghĩa rất là rõ nét nhá, không có cái nào bị mờ bị phai cả. Đấy. Chức năng thì hoạt động hoàn hảo các bác nhá. Và cũng bao di tuyệt đối cho các bác luôn. À, với chiếc Omni 800T này thì cửa hàng bên em vẫn đang bán với giá là 60 triệu các bác nhá. Và bao di tuyệt đối. Đấy. Và có bảo hành luôn. Được chưa? Cái này thì tất cả những sản phẩm em bán đều có bao di và cũng như là có bảo hành cho các bác. Trong quá trình sử dụng nó có cái vấn đề gì thì bên em sẽ hỗ trợ thêm các bác. Đấy, ví dụ như là có vấn đề gì về kỹ thuật hoặc là trục trặc về kỹ thuật, hay là trong quá trình mình dùng nó có vấn đề gì thì các bác alo lại thì bên em sẽ hỗ trợ cùng các bác để cho nó hai bên thoải mái các bác nhá. Đấy. 60 triệu cho Omni Fisher 800T và 65 triệu cho cặp loa AR3 căng cước bánh bò trung hở các bác nhá. Và chương trình này thì Hoàng Gia cũng xin được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Cuối cùng là Hoàng Gia xin trân trọng xin chào. Và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip tiếp theo. Và mọi thông tin chi tiết thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với Hoàng Gia Audio theo số điện thoại trên tấm biển màu xanh này và kết bạn Zalo số này các bác nhá. Cần chụp ảnh nội thất của Omni thì em sẽ gửi ảnh Zalo cho các bác qua cái số điện thoại này các bác nhá. Thì kết bạn Zalo thì các bác có nhu cầu cần gửi ảnh thì Hoàng Gia sẽ gửi ảnh chi tiết cho các bác về nội thất của chiếc Omni. Hoặc là loa này Hoàng Gia chụp cho các bác chi tiết hơn về góc cạnh rồi mặt trước mặt sau, ê căng đầy đủ, sẽ gửi qua Zalo số này các bác nhá. Các bác kết bạn Zalo số này cho Hoàng Gia đâu ạ. Và cuối cùng Hoàng Gia xin trân trọng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần tiếp theo của Hoàng Gia Audio ạ.